Anh chị ơi, xin hãy thương dùng hai mẹ con em với. Ước gì con mình biết nói, biết đi như bao nhiêu đứa trẻ khác, thì khi mình có ra đi, mình cũng yên lòng. Dòng trạng thái quá đỗi xót xa của một người mẹ đang mang vô vàn gánh nặng trên vai đã làm không ít người phải rơi nước mắt vì thương xót. Trước đây, cô cũng từng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng, người mà cô nghĩ sẽ là chỗ dựa vững chắc, đem đến hạnh phúc cho mình, lại bỏ đi khi cô chỉ vừa mang bầu được một tháng. Những ngày còn lại trong thai kỳ, chị không gục ngã, một mình phải lo liệu mọi thứ, mong tương lai của hai mẹ con được tốt hơn. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, đứa con bé bỏng mà chị xem là cả tương lai phía trước, khi sinh ra lại có một ngoại hình không giống như những đứa trẻ khác. Vốn hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, việc đến bệnh viện sinh con cũng là một điều xa xỉ, thì nói gì đến chuyện khám sàng lọc khi con còn trong bụng. Chưa dừng lại ở đó, biến cố lại tiếp tục ập đến với mẹ con chị. Khi con được 4 tháng tuổi, thì căn nhà riêng để che nắng, che mưa của hai mẹ con lại bị sập trong cơn bão lớn. Lặng người trong nỗi tuyệt vọng và bế tắc, hàng loạt những cảm xúc tiêu cực bủa vây trong lòng người phụ nữ bất hạnh ấy. Người mẹ ấy có than thân trách phận hay không? Có lẽ có, nhưng cô biết mình không được đầu hàng. Sau đó, chị và con nhỏ dọn về cùng với bố mẹ ruột. Chị phải kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì lúc này chị phải trở thành trụ cột của cả gia đình. Phía sau còn một đứa con gái đang bị bệnh. Bố mẹ thì tuổi già sức yếu. Mỗi sáng khi con còn ngủ, người mẹ sẽ tranh thủ đi hái rau để đem đi bán, sau đó về nấu ăn, giặt giũ cho cả gia đình, dùng những đồng tiền ít ỏi ấy để lo thuốc thang cho cả nhà. Nhiều người nói rằng không ngờ ẩn sau vẻ ngoài gầy yếu ấy, cô lại có một sức mạnh kiên cường đến thế. Thế nhưng không ai nhìn thấy được. Rất nhiều lần người phụ nữ ấy chỉ biết vừa ôm con, vừa bật khóc trong đêm. Nhưng nếu cô không làm, ai sẽ làm thay đây? Suy nghĩ về điều đó, người mẹ phải vực dậy tinh thần để lo cho bố mẹ già và con nhỏ. Hiện tại, con chị đã lên 9, còn bố mẹ cũng ngoài 90 tuổi. Nhưng dù đã đến tuổi cắp sách đến trường, em vẫn chưa biết đi, biết nói. Thế nên, bên cạnh việc hái rau đem đi bán từ tờ mờ sớm, chị phải tự tay làm mọi thứ cho con và bố mẹ ruột. Mong ước duy nhất của người mẹ đáng thương ấy chỉ có một mảnh vườn để trồng rau và chăn nuôi, để có nguồn thu nhập ổn định, đủ tiền mua thuốc cho bố mẹ và đứa con thơ. Hy vọng phía sau giông bão chính là cầu vồng. Mong rằng sau mọi nỗ lực phi thường của người mẹ, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn với gia đình chị. Thai nhi mang khiếm khuyết là do sự thay đổi bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Theo các nghiên cứu khoa học, các nguyên nhân dẫn đến điều này bao gồm mang thai khi tuổi đã cao, mang thai khi mắc các căn bệnh truyền nhiễm như đái tháo đường, lupus ban đỏ, bố mẹ mắc bệnh hoặc có tiền sử sinh con bị bệnh di truyền, người mẹ tiếp xúc với chất phóng xạ hay chất độc hại khi mang thai, tự ý sử dụng thuốc khi mang thai, thai phụ thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Với công nghệ y khoa hiện nay, các mẹ bầu có thể đi siêu âm và làm xét nghiệm sàng lọc để đảm bảo mỗi em bé khi sinh ra trong thể trạng khỏe mạnh nhất.